cân là 1:32:46. Thằng 2 đứng thằng 3 là anh Vũ, 1:36:42. Đứng thứ 4 là anh Tuấn Anh, 1:41:08. Đứng thứ 5 là anh 7, 1:41:35. Cái này là thật sự tụi mình cũng sợ không ngờ luôn. Tại là ứng lên lúc nào cũng về hai trận đầu về chót hết. Nhưng mà trận thứ 3 Tuấn Anh hơn anh 7:76. Nên là anh Tẩy thua trận thứ cuối, nên là anh Tẩy thua có là 30 giây. Đó. Rồi anh Hoàng là cuối cùng. Anh Hoàng cuối cùng là anh Hoàng đứng 6, 1:45:07. Phải được xem cái này giữa giải đúng không? Rồi rồi à. Không thấy sao? Rồi. Thấy là ok.